Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu là Tòa án Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú. Vụ án được lựa chọn xét xử là việc bà Phùng Thanh Thuận, sinh năm 1970, ngụ ấp 2 thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, kiện yêu cầu tòa án giải quyết, buộc Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất 2.400m2 tọa lạc tại ấp 2 thị trấn Long Phú cho bà. Vì bà Thuận cho rằng nguồn gốc phần đất này do cha bà là ông Phùng Văn Chương đã khai phá 9.000m2 đất từ những năm 1960. Năm 1982, cha mẹ chia cho bà 2.400m2. Đến năm 2006, gia đình bà đi đăng ký quyền sử dụng đất cả phần của cha mẹ và phần cho bà. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn chỉ cấp cho cha mẹ bà mà không cấp cho bà. Trả lời lý do không cấp cho bà thì Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú cho rằng phần đất mà bà yêu cầu cấp giấy chủ quyền là của ông Thương, đồng thời phần đất này đã được nhà nước trả huê lợi để đưa vào xây dựng trại chăn nuôi. Qua xem xét các chứng cứ và thẩm tra lại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng việc Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thuận là đúng theo quy định của pháp luật, vì phần đất này thuộc quyền quản lý của nhà nước mà bà Thuận đã tự chiếm để khai thác. Vì vậy, hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Thuận. Tại buổi rút kinh nghiệm, phần lớn các đại biểu đánh giá cao về việc chọn vụ án hành chính trên đưa ra xét xử trực tuyến vì nó mang tính phổ rộng, hay gặp trong các vụ án hành chính. Nhìn chung, phiên tòa đã thể hiện được sự nghiêm minh, công khai, dân chủ, theo tinh thần cải cách tư pháp và tạo được sự thuận lợi cho đương sự khi tham gia phiên tòa trực tuyến.